Bây giờ thì chúng ta sẽ xem bài tập đầu tiên, bài tập về lead color. Trong bài tập này thì chúng ta sẽ xem trước phần kết quả. Kết quả thì chúng ta phải in ra được một giao diện như thế này. Và ở đây thì giao diện bạn in ra cũng ok rồi. Yêu cầu là dòng đầu tiên có một màu khác, dòng cuối cùng có một màu khác, dòng chẵn một màu và dòng lẻ một màu. Ok. Ở đây chúng ta xem lại. Ở đây về việc đánh số thứ tự thì chúng ta bắt đầu từ con số 0 thì nó không có hợp lý ha. Chúng ta nên bắt đầu bằng con số 1. Như vậy chúng ta sẽ xem lại. Về kết quả hiển thị ra thì bạn thực hiện đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem bạn viết mã nguồn như thế nào. Chúng ta quay lại đây. Rồi, hiện tại mình đang vào trong lead color của bạn. Lead color component và lead color component HTML. Yêu cầu thì bạn tạo ra một array chứa các khóa học. Ok. Sau khi có array này rồi, ở ngoài phần HTML, bạn sử dụng ng4 để đổ ra array này. Ok. Tiếp tục khi đổ ra thì hai chỉ số thay vì là y thì chúng ta nên thay là y cộng 1 thì nó hiển thị đúng hơn. Chứ phần danh sách của chúng ta bắt đầu từ 0 thì nó sẽ không hợp lý. Chúng ta thay thành ở đây là y cộng 1 thì nó sẽ thay đổi. Tiếp tục chúng ta xem lại. Ở đây thì đối với mỗi dòng có phân biệt màu với nhau thì bạn sử dụng là ng style, gọi đến phương thức set style. Phương thức này bạn viết ở đây. Khi chúng ta truyền các param vào thì chúng ta nên để ý rằng chúng ta bổ sung thêm đó là thuộc kiểu dữ liệu gì thì nó sẽ hay hơn. Và khi chúng ta đọc vào thì chúng ta biết ngay y truyền vào với kiểu là number, nó sẽ hợp lý hơn nhiều. Ở đây chúng ta thấy bạn xử lý là y bằng 0 thì trả về thuộc tính background color là màu này. Rồi y bằng, ở đây là phần tử cuối cùng nè, thì trả về cái màu này. Tiếp tục nếu như y là chẵn thì trả về cái màu này. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy return rất là nhiều. Chúng ta có thể viết cho nó gọn lại và nó hợp lý hơn. Ví dụ như trong phương thức set style, chúng ta đặt một biến đi. Chúng ta đặt biến là color, thuộc về kiểu dữ liệu là kiểu string. Sau đó chúng ta đặt một màu mặc định nào đó. Trong trường hợp này chúng ta sẽ đặt màu mặc định là màu trắng chẳng hạn. Rồi chúng ta có FFF. Sau đó bạn mới tiến hành kiểm tra. Phần return này mình sẽ đem xuống phía dưới. Rồi bạn sẽ tiến hành kiểm tra như thế này. Nếu như y bằng 0 thì lúc này bạn chỉ cần thay lại biến color bằng, bỏ đi phần return. Như vậy chấm phẩy ở đây luôn. Tiếp tục nếu như elif y mà bằng phần tử cuối cùng thì color cũng bằng, đưa vào đây, return bỏ luôn. Rồi kiểm tra lại, chấm phẩy. Tiếp tục nếu như y phần trăm cho 2 bằng 0 thì color cũng bằng nội dung này. Rồi chấm phẩy. Và sau khi kết thúc các nội dung này rồi, chúng ta mới return background color chính là biến color. Chúng ta nên ghi như thế này. Xem lại xem sau khi chúng ta điều chỉnh. Khi chúng ta thay đổi cách viết một tí thì ở đây phần set style của chúng ta nó báo lỗi rồi. Chúng ta xem lại. Return ở đây chúng ta cũng phải bỏ luôn. Lưu lại. Rồi tiếp tục quay lại đây. Rõ ràng chúng ta thấy sau khi tôi điều chỉnh lại bài tập của bạn thì kết quả vẫn ra đúng. Ở đây chúng ta có dòng đầu tiên một màu, dòng cuối cùng một màu, dòng chẵn một màu và dòng lẻ một màu, hoàn toàn chính xác ha. Như vậy thì bài tập đầu tiên chúng ta thực hiện ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài tập thứ hai. Ở bài tập thứ hai này thì bạn cũng thực hiện xong và bạn gửi qua một phần demo như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại phần chức năng cũng như là yêu cầu của bài tập này. Thì ở đây, phần giao diện thì chúng ta không cần phải giống như là 100% phần giao diện mà tôi thiết lập ở đây. Bởi vì chủ yếu là chúng ta học Angular chứ chúng ta không phải là học định dạng HTML, định dạng CSS. Do đó chúng ta tạo ra một giao diện tương đồng là được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem chức năng của bài tập này. Thì ở đây tôi có thể thay đổi khoảng cách. Ví dụ một tab ở đây chúng ta quy định là 4 khoảng trắng, là 5 hay là 6. Thì khi chúng ta thay đổi, nó lập tức nó thay đổi theo so với phần ở phía dưới các bạn thấy.
Và sau khi thay đổi xong rồi, tôi có thể thực hiện chức năng copy. Click vào copy, toàn bộ nội dung này được copy. Và tôi sẽ thử mở Notepad ra. Và tôi có thể paste vào đây. Và khi chúng ta paste vào Notepad, tất cả phần định dạng này nó cũng phải giữ đúng như vậy. Phần tab này là 4, là 5 hay là 6 khoảng trắng, nó vẫn giữ y như vậy cho chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ thử xem lại phần kết quả mà bạn thực hiện được. Phần giao diện ở đây cũng tạm ổn rồi. Bây giờ tôi sẽ thử thay đổi phần khoảng trắng là 2, là 1, rồi là 5, tiếp tục là 7 khoảng trắng. Ok, bây giờ tôi thực hiện chức năng copy. Copy rồi, tôi quay lại đây. Tôi xóa hết các nội dung này đi. Tôi paste vào. Ở đây dường như là phần copy của tôi lúc trước, chứ không phải là phần copy của bạn. Ở đây dường như là chức năng copy của bạn chưa thực hiện được. Khi tôi nhấn copy, rồi tôi quay lại đây. Tôi paste nó vào. Tôi xem lại với phần nội dung mà bạn đã thực hiện. Input array chứa danh sách các khóa học. Thì rõ ràng đây là nội dung copy lúc trước, bởi vì các bạn có thể thấy ở đây phần khoảng trắng. Phần khoảng trắng lúc này khi chúng ta copy vào nó chưa có giống với phần khoảng trắng mà bạn đã quy định ở đây. Ở đây là tới 7 khoảng trắng lần. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng không đủ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rõ ràng nó nhiều hơn. Như vậy là phần copy của bạn chưa thực hiện được. Và hiện tại bạn chỉ thực hiện được là chức năng thay đổi khoảng trắng ở đây mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử quay lại xem phần mã nguồn mà bạn đã thực hiện. Ở đây tôi sẽ vào lại tập tin mã nguồn của bạn là tập tin setting. Trong phần nội dung của chức năng setting tab này thì mục đích chúng ta học là chúng ta biết cách sử dụng input và output. Khi sử dụng input và output thì sẽ có nhiều component nó tương tác với nhau. Tuy nhiên bạn đặt trong cùng một component như thế này là nó chưa hợp lý lắm. Chúng ta nên chia ra thành nhiều component khác nhau. Tôi sẽ vào lại tập tin layout của bạn. Thì trong tập tin layout này chúng ta có thể thấy rằng, ví dụ như toàn bộ vùng này là vùng để thiết lập. Đây là select, đây là button. Đó chính là cái vùng ở phía trên này. Tiếp tục vùng ở phía dưới, vùng hiển thị kết quả, thì nó là toàn bộ vùng này. Do đó ở đây chúng ta có thể chia thành hai vùng. Và nếu là hai vùng thì chúng ta có thể thực hiện tạo ra input và output để tương tác giữa các component. Để sau này lỡ như phần các chức năng ở đây nó có bổ sung gì đó thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta thực hiện trong cái vùng ở phía trên. Và vùng phía trên chúng ta đã tách ra thành một component riêng rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng tương tác hơn. Chứ chúng ta không nên đặt tất cả trong cùng một component như thế này. Và ở đây về cách viết chúng ta cũng sẽ thử đọc xem. Tôi vào lại tab component. Rồi, bạn quy định space đầu tiên bằng 0. Ở đây từ 1 cho đến 8 num array. Num array từ 1 đến 8. Bởi vì bạn có 8 khoảng trắng. Ok. Sau khi có num array rồi, bạn sử dụng ng4. Đúng như vậy, bạn sử dụng ng4 để bạn đổ ra. Rồi, nói thêm phím space kiểm tra xem selected để bạn active. Bạn active giá trị được chọn. Nếu như ở đây chúng ta sẽ thử thay đổi thành 1 2 3 4 5, bạn active giá trị mặc định là 5. Khi refresh lại thì khi mới vào 5 nó ở trạng thái được chọn, bởi vì bạn gắn cố định luôn giá trị được chọn là 5. Button list được gọi thì onSelect thực thi. OnSelect nó làm gì? Hiện tại thì bạn chỉ gọi đến forget và bạn kết hợp thêm, ở đây là javarip, ở đây là jQuery. Khi mà thay đổi thì phương thức setBay được gọi truyền vào event. Ở đây setBay được gọi truyền vào event. Rồi bạn mới lấy cái khoảng trắng. Như vậy thay vì truyền vào event thì chúng ta có thể truyền trực tiếp vào luôn phần value. Để ở đây chúng ta không cần phải lấy value một lần nữa. Chúng ta có thể truyền ở đây là event.value luôn. Để ở đây chúng ta không cần phải lấy. Tôi sẽ thực hiện luôn cho bạn xem. Ví dụ tôi gọi đến .value. Thì đây là một con số. Do đó ở đây chúng ta có thể đưa vào là space luôn. Space nó thuộc về kiểu number.
Rồi, nội dung này chúng ta có thể bỏ nó đi. Hoặc là chúng ta gán lại bằng bài như thế này. Tôi vừa thay đổi, tôi kiểm tra lại xem. Rồi, tôi thực hiện lại. Thì rõ ràng bạn thấy ở đây khi tôi thay đổi lại thì dường như là nó chưa có đúng. Chúng ta kiểm tra lại. Space là number. Rồi, event.value. Tôi lưu lại tập tin HTML. Tôi quay lại đây. Khi nãy là chúng ta chưa lưu tập tin HTML, do đó chưa có thay đổi. Bật cửa sổ console lên. Rồi, qua tab console. Nó chưa có lấy được. Tôi in ra luôn. Tôi vào đây. Rồi, tôi in ra luôn. Xem giá trị space này có giá trị là gì. Rồi, để cho nó refresh lại. Tiếp tục là 2. In define. Chúng ta nhận được giá trị là in define. À, ở đây chúng ta thiếu event.target. Rồi, chấm .value thì nó mới lấy được. Kiểm tra lại ha. Để cho nó refresh lại. Ok, 1 thì in ra 1. Và đồng thời ở đây các bạn thấy nó thay đổi rồi nè. 3, 6, 7. Đó. Khi chúng ta cần lấy value thì chúng ta chỉ cần truyền vào value thôi, chứ chúng ta không cần phải truyền vào event. Rồi chúng ta vào đây chúng ta lấy nữa thì nó rất là cực. Bạn có str. Rồi, str bạn gắn là thẻ span. Sau khi xử lý dòng lập for, str được gắn vào thêm các khoảng trắng. Sau đó str cộng với đóng của thẻ span lại. Sau đó bạn tìm tab span. Rồi, tôi qua đây. Bạn tìm tab này đi. Rồi bạn bỏ nó và bạn thay vào cái str với số khoảng trắng hiện tại. Ok, cách làm này cũng thực hiện rất là đúng. Tuy nhiên thì chúng ta thấy có áp dụng thêm thằng security. Bạn có thể thử tìm hiểu cách chúng ta không sử dụng security mà chúng ta sử dụng hoàn toàn bằng Enula có thể giải quyết được hay không. Và về cách viết thì bạn cũng lưu ý một số góp ý mà tôi vừa trình bày, để cho phần mã nguồn của chúng ta nó ok và gọn gàng hơn. Ở đây thì bạn chỉ mới thực hiện được chức năng là thay đổi phần tab, chứ chúng ta chưa thực hiện được chức năng là copy. Và nếu có thời gian thì bạn thử hoàn chỉnh thêm chức năng copy này. Về chức năng copy thì chúng ta có thể sử dụng một thư viện JavaScript nào đó, chúng ta tích hợp vào luôn trong ứng dụng của chúng ta để chúng ta giải quyết yêu cầu này.